Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Rô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Hệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 7 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Tiến Phát không đành lòng, mặc quần áo vào rồi cùng tôi ra về. Dọc đường chở tôi về, nhìn nét mặt của anh phảng phất một nỗi buồn. Tôi cũng không nói gì mà lặng lẽ nhìn anh để anh tập trung lái xe. Phải công nhận là người đàn ông này nhìn ở góc độ nào cũng tỏ ra cái nét đẹp trai hơn người, khiến tôi nhìn không biết chán. Lúc về tới nhà trọ, thấy tôi vẫn ngây ngốc nhìn mình, anh lên tiếng hỏi: "Hay là chúng ta cứ ngồi yên ở đây, để em nhìn ngắm anh thoải mái nhé." Tôi luống cuống rời khỏi mắt anh rồi nói: "Anh chạy tới lúc nào sao không nói với em?" Tiến Phát giớn người kéo tôi về phía anh hôn. Mãi sau anh vẫn không chịu buông tôi, tôi đẩy anh ra nói: "Thôi anh về đi, không ba lại gọi tới bây giờ." "Ừ, em vào nhà trước đi." Tiến Phát định đẩy cửa bước xuống thì bị tôi cản lại. "Đừng, anh ngồi yên đấy, không cần xuống đâu. Tụi em vào được mà." "Vậy anh ngồi đây đợi một lát xem em có bị chồng đánh không rồi anh mới về." Tôi khẽ mỉm cười gật đầu. Không biết sau này khi biết sự thật, anh có lôi tôi ra đánh cho một trận vì cái tội nói dối anh không? Tôi vừa xuống khỏi xe thì nhìn thấy Hoàng Hải đi ra từ phòng trọ của tôi với gương mặt sưng tấy. Không những vậy mà môi miệng của anh còn đang rỉ máu nữa. Tôi vội lấy tay che miệng mình lại để Hoàng Hải không thấy tôi cười. "Em có tin là em cười thêm một lúc nữa, anh sẽ tới nói cho bạn anh biết sự thật không?" Tôi không nhịn được nữa, liền ôm bụng bật cười ngặt nghẽo. Một lúc sau tôi cố nín cười. "Ai bảo mới quen biết con nhà người ta mà đã lao vào con nhà người ta hôn như hổ vồ mồi như vậy." "Không phải là vì em sao? Chẳng phải là anh sợ bạn em nhìn thấy ba của bọn nhỏ sẽ làm loạn lên nên mới bất chấp nguy hiểm mà lao vào để sư tử cái thế à?" "Cảm ơn anh, nhưng mà nhìn anh buồn cười lắm em không có nhịn được. Thế bạn em đánh anh thế mà anh không biết chạy đi sao? Hay là anh chịu cú đấm của bạn em để được ăn xôi thế?" Vừa lúc này Tiến Phát cũng đi tới chỗ tôi và Hoàng Hải. Nhìn thấy Hoàng Hải, anh cũng không nhịn được cười mà bật cười thành tiếng. Hoàng Hải đấm vào ngực của Tiến Phát một cái rồi nói: "Cười cái gì mà cười?" Nói rồi Hoàng Hải giật chìa khóa xe trên tay của Tiến Phát, sau đó đặt chìa khóa xe của mình vào tay Tiến Phát nói: "Hồi chiều mày tông bể hai đèn hậu, móp méo chảy sơn tùm lum, mà đi sửa trả nguyên hiện trạng ban đầu, rồi nói đến chuyện tao trả lại chiếc xe này cho mày." Tiến Phát cố lấy lại cái chìa khóa xe của mình từ tay Hoàng Hải. "Để hôm khác được không? Bây giờ tao phải chạy về bay Hà Nội gấp, không ba tao cạo đầu tao đấy." Hoàng Hải nhất quyết không chịu trả lại chìa khóa cho Tiến Phát. "Ông cạo đầu mày chứ có cạo đầu tao đâu mà tao quan tâm. Còn nữa, tao ra Hà Nội có chuyện riêng, mày cũng chạy về nhà tao để tao bàn giao một số công việc nhé." "Bàn giao con cờ ấy? Không phải mày bảo tao bàn giao công việc cho người khác rồi tuần sau để tao xuống Phan Thiết để tập ăn hàu sữa sao?" Thấy Hoàng Hải không ngừng nói bậy, Tiến Phát đi tới hôn lên môi của tôi một cái rồi nói: "Em vào nhà trước đi, để anh xử thằng này cho." Hoàng Hải nhìn thấy Tiến Phát hôn tôi tự nhiên như ruồi thì mắt chữ O miệng chữ A, mãi mới nói nên lời: Em nói với bạn anh chuyện." Tôi vội đẩy Tiến Phát ra đi tới bịt miệng Hoàng Hải lại, không cho anh ta nói tiếp. Tôi nói nhỏ chỉ đủ để tôi và anh ta nghe: "Em chưa nói gì cả. Anh giúp em giữ bí mật. Khi anh ấy đi công tác Hà Nội về, em sẽ nói hết mọi chuyện nhé." Dứt lời tôi nói lớn: "Hai anh về đi, em vào nhà đây." Sau khi Minh Hồng đi vào nhà, Tiến Phát năn nỉ mãi, Hoàng Hải mới theo anh về nhà mình để anh bàn giao công việc. Sau đó anh bay luôn ra Hà Nội ngay trong đêm. Tới nơi mới 2 giờ sáng, anh nghỉ ngơi tại khách sạn Tiến Phát. Rồi sáng hôm sau anh mới tìm đến địa chỉ nhà bà Hà, mẹ cô gái mà ba anh nói sinh đôi cho anh hai thằng con trai mà không cần nhờ cấp dưới đưa đi. Anh sợ người khác biết được chuyện đời tư không hay ho của mình rồi lại bàn tán, đồn thổi, khiến anh mất uy tín. Tiến Phát hiểu ông Tiến sốt ruột
ép anh nhanh ra Hà Nội để nhận con, một phần vì từ trước tới nay đi đâu anh cũng đi cùng với Hoàng Hải. Ba anh tưởng là hai người yêu nhau đồng tính. Bây giờ thấy có đứa trẻ giống anh, ông không hối anh đi tìm mới lạ. Thế nhưng khi anh tới đúng địa chỉ nhà bà Hà, ông Tiến đưa, thì gia đình này đã đóng cửa. Hỏi thăm hàng xóm thì họ nói có lẽ là họ đã đi du lịch rồi. Anh hỏi thăm khắp lượt những người hàng xóm xung quanh thì không có ai tên là Trương Hồng Hà, khoảng 45-46 tuổi sống ở đây cả. Trong lúc anh chán nản sắp bỏ cuộc thì có người nói: đúng là ở gần đây từng có người phụ nữ tên là Hà sinh sống cùng với mẹ của mình, nhưng ngày cô Hà lấy chồng đã bán nhà cho người khác rồi, rồi cả hai mẹ con họ về nhà chồng sinh sống luôn rồi. Thế bà có biết nhà chồng bà ở đâu không ạ? Tôi không biết. Sau một ngày hỏi thăm không có kết quả, Tiến Phát bất lực quay trở về khách sạn. Buổi tối anh gọi điện thoại cho ông Tiến để báo cáo tình hình. Vừa bắt máy, ông Tiến nói: thế con tìm được nhà bà ấy chưa? Hàng xóm nói bà Hà mà ba nói bán nhà từ ngày bà đi lấy chồng cách đây mấy chục năm rồi cơ. Bây giờ bà ấy ở đâu thì không có ai biết. Thế chủ mua lại nhà của bà ấy cũng không biết bà ấy bây giờ ở đâu à? Nhà đó đi du lịch rồi ba. Đóng cửa đi du lịch thì xin số điện thoại của người ta rồi hỏi thăm. Con hỏi mà không có ai biết đâu. Thậm chí là họ còn không biết người tên sống chung ở trong nhà đó, vì họ không có giao lưu với hàng xóm. Vậy thì anh đợi người ta du lịch về thì hỏi thăm. Không đợi cho Tiến Phát nói lời tiếp theo, ông Tiến ấn kết thúc cuộc gọi, khiến cho Tiến Phát phải vò đầu bứt tai. Chuyện anh vừa được người con gái đánh cắp trái tim của anh cách đây 4 năm chấp nhận tình cảm, anh chưa được ở bên cô ngày nào để tận hưởng tình yêu, lại phải bay sang Hà Nội. Trong khi trong thành phố Hồ Chí Minh việc nhiều nên núi, thì ngoài này anh lại vô cùng nhàn rỗi. Anh nhốt mình trong khách sạn, nơi diễn ra cuộc kích tình không bao giờ quên giữa anh và cô vào buổi tối năm xưa, khiến anh lại càng nhớ cô đến quằn quại. Ban ngày gọi điện hỏi thăm cô thì bị Hoàng Hải mắng chửi, việc nhiều làm không hết mà cứ gọi tới làm phiền. Tối về anh lại sợ chồng của cô ghen nên không có dám gọi. Vì vậy khi nghe ông Tiến nói anh ở lại Hà Nội đợi gia đình kia đi du lịch về, anh rất muốn cáu lên với ba của mình. Một lúc sau anh gọi lại cho ông Tiến để giải thích, lại nghe ông Tiến cao giọng trong điện thoại: gì nữa? Con bay vào trong đấy rồi, hôm nào gia đình kia đi du lịch về con lại bay ra có được không ba? Anh về đây á, tôi chặt chân anh đấy. Vắng anh mấy ngày tập đoàn không có phá sản được đâu. Lời tuyên bố của ông Tiến khiến Tiến Phát không dám bay vào Sài Gòn. Anh là một người có thể nói là hét ra lửa, nhưng lại sợ ông Tiến một phép. Theo cách nói của anh, vì ông là một trong hai người anh yêu thương nhất hiện tại, anh không bao giờ muốn làm cho ông buồn lòng. Anh nhớ như in năm mà anh lên 10 tuổi. Hôm đó ông Hi Tiến hứa đi làm về sẽ mua đồ chơi cho anh. Thế là buổi chiều anh ra đứng trước cửa nhà từ rất sớm đợi ba mình đi làm về để lấy quà. Khi thấy xe riêng chở ba dừng bên đường, anh đã lao vút băng qua đường để ông Tiến. Cảnh tượng kinh hoàng ám ảnh cả cuộc đời của anh đã diễn ra. Chiếc xe ô tô đang lưu thông trên đường trở tay không kịp lao thẳng vào anh. Vừa lúc đó mẹ của anh ở trong nhà đi ra thấy cảnh này, bà không màng tới tính mạng của mình đã lao vào đầu xe đẩy mạnh anh ra ngoài. Còn bà thì bị xe tông trực diện. Cú tông này khiến bà ra đi mãi mãi. Vì nhà ở sát đường, ba mẹ anh liên tục nhắc nhở là không được tự ý băng qua đường, sẽ rất nguy hiểm. Nhưng không hiểu sao giây phút đó anh lại quên hết lời dặn của ba mẹ chỉ vì món đồ chơi. Và lỗi không nghe lời của anh đã phải trả một cái giá quá đắt, là mất đi người mẹ mà anh yêu thương nhất cuộc đời này. Từ đó anh hứa với bản thân của mình sẽ không bao giờ làm sai lời của ba mình nữa. Mấy hôm trước, cứ tưởng việc anh đến công trường muộn khiến ba của anh hờn dỗi bỏ về. Nhưng khi anh về tới nhà, chỉ thấy lái xe riêng của ba mà không thấy ba đâu. Hỏi ra thì tài xế ba anh nói sẽ về cùng xe với anh, nên anh bảo ông ta về trước. Đang lo lắng không biết ba anh đi đâu, thì anh nhận được cuộc điện thoại từ bệnh viện Thủ Đức nói ba anh đang cấp cứu ở đấy. Lúc anh tới nơi, ba anh liền truy hỏi về việc anh quan hệ lăng nhăng, có ba con bên ngoài, tại sao không cưới người ta rồi mang con về nuôi. Anh đã cãi lại lời ông Tiến, không có chuyện đó, thì ăn ngay cái tát từ ba của mình. Không những vậy còn bệnh, khiến bệnh của ông Tiến trở nặng, buộc anh phải chuyển viện cho ông ngay. Anh biết là mình không bao giờ có con rơi con vãi như lời của ông Tiến nói, bởi vì từ trước tới nay, ngoài Minh Hồng ra, anh làm gì có quan hệ tình dục với ai. Thế nhưng anh vẫn nghe lời của ông Tiến ra Hà Nội, tìm tới địa chỉ nhà bà Hà, mẹ của cô gái mà ông Tiến nói sinh con cho mình, để tìm bằng được cô gái đó với mục đích chứng minh cho ba của mình và Minh Hồng rằng anh không bao giờ làm cái chuyện vô đạo đức đó. Hôm nay là sáng thứ 6,
Tối mai là tới ngày kỷ niệm 5 năm ngày thành lập tập đoàn Tiến Phát Lần. Tiến Phát đứng ngồi không yên, gọi điện về cho ông Tiến nói: "Ba ơi, hay con bay vào Sài Gòn dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn nhà mình, xong rồi con lại bay ra ngoài Hà Nội tiếp tục tìm kiếm cháu nội cho ba nhé ba." Mặc dù anh nói có đầu đuôi như thế, nhưng mà ông Tiến vẫn cứ nhất quyết nói: "Lễ thành lập tập đoàn nhất định là không được vắng mặt anh, nhưng mà lễ kỷ niệm 5 năm ngày thành lập đoàn, anh đâu nhất thiết phải có mặt đâu." Dứt lời, ông Tiến cúp máy, anh gào lên: "Nếu ba muốn cháu nội như vậy thì thay vì mất thời gian vô ích ở đây tìm, để anh về Sài Gòn có khi còn tìm kiếm cháu nội cho ba nhanh hơn đấy." Nói đến cháu nội, Tiến Phát lại nhớ tới Minh Hồng đến cồn cào. Mặc dù nhớ cô nhưng mà ban đêm anh tuyệt nhiên không dám gọi cho cô. Anh dặn cô ban ngày nếu có thời gian thì gọi cho anh, vì anh gọi không biết lúc nào cô rảnh cả. Đang bức bí trong lòng thì điện thoại của anh đổ chuông, là của anh xe ôm anh thuê túc trực trước nhà cũ của bà Hà, để gọi tới nói gia đình này đi du lịch về rồi. Anh lập tức tới hỏi thăm: "Vậy là ngày được về với em yêu tới rồi." Đứng trước bà chủ nhà khoảng 50 tuổi, anh cúi đầu lễ phép: "Chào cô, cô cho cháu hỏi thăm chuyện này được không ạ?" "Anh cứ hỏi đi." "Xin hỏi là cô có biết cô Hà chủ nhà cũ của nhà này hiện đang sống ở đâu không ạ?" "Thanh là gì với con bé?" "Dạ, ba của cháu là bạn học với cô ấy ạ." "Lúc trước con bé dặn cô chỉ có hai người biết chỗ mới của nó, nếu hỏi thăm một người tên là Tiến, một người tên là Tâm. Nếu cháu nói đúng họ tên thì cô nói, không đúng thì cô xin lỗi." "Dạ, là Hoàng Xuân Tiến là ba của cháu, còn Hoàng Xuân Tâm là chú của cháu ạ." Tiến Phát vừa dứt lời thì bà chủ nhà vui vẻ nói ra một địa chỉ. Thế nhưng khi anh chạy tới địa chỉ này thì đó là một công trình khách sạn đang xây dựng dở. Anh biết công trình này vì lúc trước đi công tác ở Hà Nội, đúng vào lúc công trình này xảy ra tai nạn chết người. Lúc đó anh từng có dự định chớp cơ hội người ta gặp nạn để mua lại dự án này, vì nó nằm ngay trong khu vực trung tâm của thành phố, rất có tiềm năng để khai thác dịch vụ khách sạn. Nhưng nghe nói chủ nhân của nó đang trong quá trình điều tra, không được gặp người ngoài, anh lại thôi. Nhìn thấy công trình để bảng thi công khách sạn Hải Hà, Tiến Phát có thể chắc chắn một điều, anh đã tìm đúng địa chỉ. Anh ghé vào nhà dân gần đó để hỏi thăm chủ nhân của khách sạn này đang ở đâu, thì được chủ nhà chỉ sang căn nhà cách đó không xa. Anh qua nhà bên đó mà hỏi: "Lúc trước nhà Hải Hà thuê nhà đó làm văn phòng mua bán bất động sản đó." Tiến Phát qua đó thì thấy căn nhà này hiện đang cho thuê bán quần áo. Lúc Tiến Phát qua hỏi thăm bà chủ nhà cũng không gây khó khăn cho anh, mà nói cho anh biết sự thật: "Gia đình tôi cho nhà chú Hải, cô Hà thuê mặt tiền, còn chúng tôi thì ở phía sau. Nghe tin công trình khách sạn bị tai nạn, chồng bị bắt, cô Hà sốc quá chấn thương sọ não phải cấp cứu. Lúc đó gia đình của tôi cũng bị ảnh hưởng do mặt bằng bị công an niêm phong 3 tháng trời. Mà mọi chi tiêu của gia đình chúng tôi lại nhờ cả vào tiền cho thuê mặt bằng này, nên không thể giúp gì được cho họ." "Thế bây giờ họ ở đâu ạ?" "Hồi hết thời gian niêm phong, con bé Hồng, con của cô chú ấy có quay lại một lần để lấy đồ. Lúc đó con bé nói là cô Hà phẫu thuật não không thành công, cô ấy chết không có nơi đưa về, nên con bé hỏa táng rồi mang cho cốt lên chùa gửi. Còn con bé Hồng thì lấy chồng tận Sóc Sơn. Ngay phong phanh là chú Hải bị xử tù 5 năm. Hiện chú ấy đang thụ án tại trại giam số 1. Nghe cô chủ nhà nhắc tới tên cô bé Hồng giống với tên Minh Hồng của anh, thì tim anh bỗng nhói một cái. Anh chưa có cơ hội để tìm hiểu về cuộc sống riêng của cô, nhưng anh mong rằng số phận của Minh Hồng sẽ không bi thảm như cô Hồng, con của ông Hải, bà Hà này. Anh lặng đi một lúc rồi hỏi tiếp: "Thế bác có biết địa chỉ hay số điện thoại của cô Hồng không ạ?" Người phụ nữ trung niên thở dài lắc đầu: "Cô chỉ nghe nói con bé lấy chồng ở Sóc Sơn, còn địa chỉ và số điện thoại của con bé cô đều không có biết. Cách đây khoảng 2 tháng trời, có người phụ nữ tới đây hỏi thăm cô về con bé. Khi mà cô nói sự thật không biết thì còn bị là bà ta mang cả quân xã hội đen đến để gây sự uy hiếp." "Thế cô có biết nhà anh em họ hàng gì của cô ấy ở đâu không?" Người phụ nữ trung niên chỉ tay về phía công trình khách sạn Hải Hà đang bỏ hoang nói: "Đất xây dựng khách sạn Hải Hà đó có một phần đất của em trai ông Hải. Họ góp đất xây khách sạn rồi đi chỗ khác thuê trọ. Nhưng tôi cũng không biết họ thuê trọ ở đâu. Vừa xảy ra tai nạn hôm trước thì người vợ có tới đây mắng chửi ì xèo, nhưng mà lâu lắm rồi cũng không thấy bà ta tới."
Tâm trạng của Tiến Phát sau khi nói chuyện với hàng xóm của bà Hà vô cùng nặng nề. Việc chính của anh là tìm mẹ của hai đứa con mà ông Tiến nói giống anh như đúc, để chứng minh cho ông Tiến và Minh Hồng rằng mình vô tội, đã đi vào ngõ cụt. Anh không giấu được vẻ buồn chán nói: "Cảm ơn cô, chào cô cháu về ạ." Nhìn thấy vẻ mặt đượm buồn của Tiến Phát, cô hàng xóm nhà bà Hà lại nói tiếp: "Nếu cháu muốn biết về con bé Minh Hồng thì tìm đến trại giam số 1 gặp ông Hải, kiểu gì ông ấy cũng biết." "Dạ vâng, cảm ơn gợi ý của cô." Vì đã chiều muộn, hết giờ thăm nuôi phạm nhân, vì vậy qua ngày hôm sau, Tiến Phát mới tới trại giam số 1 để tìm gặp ông Hải. Vào tới trại giam, anh nói rõ một số thông tin về mình và ông Hải thì được cán bộ công an nhiệt tình chỉ dẫn và báo cho ông Hải ra để gặp anh. Ban đầu anh suy nghĩ lấy lý do vào đây gặp ông Hải là để hỏi chuyện mua lại công trình khách sạn Hải Hà. Nhưng khi nhìn thấy người đàn ông chạc tuổi ba của mình, dáng người cao gầy, mái tóc gần như bạc trắng, gương mặt và ánh mắt của ông không che giấu được nỗi buồn đã khiến anh đổi ý. "Xin giới thiệu với bác, cháu là Hoàng Tiến Phát, tổng giám đốc của tập đoàn Tiến Phát Lần và chuỗi khách sạn 5 sao Tiến Phát ạ." Ông Hải nhìn Tiến Phát khẽ gật đầu. "Chào cậu, cậu tìm gặp tôi có chuyện gì không?" "Cháu được biết chú là chủ nhân của khách sạn Hải Hà. Vì sự cố không may xảy ra mà chú phải ngồi tù. Là người cùng ngành, cháu rất thông cảm với chú. Cháu muốn nói với chú, khi chú mãn hạn tù, nếu còn cháu giúp đỡ về vốn để tiếp tục xây dựng khách sạn thì chú chỉ cần nói với cháu một tiếng, cháu sẽ giúp đỡ." Ông Hải nghe Tiến Phát nói thì vô cùng bất ngờ. Ông như không tin vào tai của mình hỏi lại Tiến Phát: "Ý cậu là muốn mua lại khách sạn Hải Hà của vợ chồng tôi phải không?" "Dạ không, nếu chú cần cháu giúp đỡ chú về vốn để chú hoàn thiện khách sạn Hải Hà và đưa vào hoạt động." Một người dưng không quen không biết bỗng dưng ngỏ lời giúp mình chuyện đại sự khiến ông Hải xúc động tới bật khóc. Một lúc sau ông mới nói nên lời: "Cảm ơn lòng tốt của cậu. Khách sạn Hải Hà là tâm huyết cả đời của vợ chồng tôi. Tôi không muốn bán, nhưng mà nếu tiếp tục xây dựng thì rất khó khăn, vì tôi không những thiếu vốn mà còn rất nhiều vấn đề liên quan khác nữa." Lời ông Hải nói không phải là Tiến Phát không hiểu. Đa số các công trình lớn đều vay vốn ngân hàng để xây dựng, không như tập đoàn Tiến Phát Lần của anh có nguồn vốn tự thân. Vì vậy khi ra tù, điều mà ông Hải phải đối mặt đầu tiên đó là khoản vay vốn ngân hàng. Điều này anh giúp được. Thêm nữa, anh biết một số công trình từng có người chết liên quan đến chuyện tâm linh, nếu mà làm không tốt sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả khi đưa khách sạn vào hoạt động. "Chú yên tâm, cháu giúp đỡ chú về mọi mặt." "Sao mà cháu tốt với tôi như vậy chứ?" Câu hỏi bất ngờ của ông Hải khiến Tiến Phát thiếu chút nữa nói ra mục đích thật sự của mình liên quan tới con gái của ông. Suy nghĩ một lúc, anh nói: "Ngay khi bước vào đây, cháu đã nói cháu là người cùng kinh doanh khách sạn với chú, nên cháu đồng cảm với những khó khăn mà chú đã và đang phải đối mặt. Vì vậy cháu muốn giúp chú." Ông Hải xúc động vươn tay qua ô cửa kính nhỏ, nắm chặt lấy tay của Tiến Phát nói: "Cảm ơn cậu." Tiến Phát đặt vào tay của ông Hải túi đồ lớn anh mua cho ông: "Còn những thứ này cháu mua cho chú, mong chú cải tạo tốt để sớm trở về." Nói rồi anh lấy trong túi quần ra một cáp visit rồi nói: "Còn đây là số điện thoại của cháu ạ." Hai hàng nước mắt của ông Hải vẫn không ngừng chảy xuống. Ông nói trong nghẹn ngào: "Từ ngày chú thụ án ở đây, chỉ có con rể và con gái của chú tới thăm, vợ của chú chưa tới thăm lần nào. Trước đây con gái của chú cũng hay gọi điện động viên chú, nhưng mà 2 tháng trở lại đây không thấy con bé gọi cho chú nữa. Không biết là có chuyện gì xảy ra với nó không?" Nghe ông Hải nói mà Tiến Phát không cầm được lòng mình. Hai hàng nước mắt của anh bất giác chảy xuống. Lần đầu tiên anh rơi nước mắt vì người dưng. Hoàn cảnh của người đàn ông này quá đáng thương. Tai nạn ập tới bất ngờ phải ngồi tù. Người vợ đầu ấp tay gối của mình chết từ lâu ông cũng không hề hay biết. Bây giờ còn đứa con gái để nhờ cậy tinh thần cũng bị mất tin tức. Anh gạt nước mắt rồi nói: "Chú có biết nhà con rể của chú ở đâu không? Cháu sẽ tới giúp chú tới nhắn với con gái của chú." Nghe Tiến Phát nhắc tới con rể, ông Hải sực nhớ ra chuyện gì liền hỏi Tiến Phát: "Vừa nãy cháu nói cháu là chủ nhân của chuỗi khách sạn 5 sao Tiến Phát phải không?" "Dạ vâng ạ. Con rể của chú làm ở khách sạn Tiến Phát tại Hà Nội." Tiến Phát giật nảy cả mình khi nghe ông Hải nói con rể của anh làm ở khách sạn của anh. Vậy mà anh lại không biết sớm hơn, khỏi mất thời gian cả tuần nằm ngủ ở khách sạn, nếu người yêu tới phát điên. Mặc dù rất vui nhưng mà Tiến Phát vẫn cố kiềm chế bản thân mình. Anh nói một cách bình thường nhất:
Con rể của chú tên là gì ạ? Anh ấy làm ở bộ phận nào? Nó tên Thắng, nghe bảo là làm quản lý của khách sạn. Thì ra là tay quản lý Phạm Minh Thắng. Người này 4 năm trước bị tai nạn, gãy hai chân, phải chữa trị một thời gian dài. Khi đó nghe tin anh ta ra Hà Nội công tác, mẹ ta đã đến khách sạn Tiến Phát, quỳ gối trước mặt của anh, xin cho anh ta thời gian để bình phục, đừng vội tuyển người khác. Vì vụ việc này mà nhiều lần anh ra Hà Nội công tác, Thắng đều tỏ vẻ e ngại và không dám đối mặt với anh. Mấy hôm trước Thắng biết anh ra Hà Nội có gọi điện cho anh, nhưng mà anh lại không gặp. Nếu chồng của cô gái đó là Thắng thì quá đơn giản cho anh rồi. Dạ vâng, để cháu về nói với anh ấy ạ. Chú còn thụ án 1 năm nữa phải không? Ông Hải mỉm cười đáp. Vì chú cải tạo tốt, đền bù thiệt hại thỏa đáng cho các nạn nhân, nên ngày 2 tháng 9 này chú được đặc xá về trước 1 năm. Chúc mừng chú, cho cháu điện thoại của chú. Cảm ơn cháu. Cháu chào chú, cháu về ạ. Về tới khách sạn Tiến Phát, anh gọi điện cho Thắng thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói máy móc của tổng đài. Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Tiến Phát khó chịu, bấm gọi cho cấp dưới của Thắng. Quản lý của các anh đâu? Nói anh ta lên phòng tổng thống, tôi muốn gặp anh ta ngay lập tức. Dạ thưa tổng giám đốc, anh Thắng bay vào trong thành phố Hồ Chí Minh rồi ạ. Anh nhắn lại là đi dự lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn. Tiến Phát bực mình cúp điện thoại, sau đó chửi tục. Đệch, ông là chủ tập đoàn đây còn chưa được về, cậu là khách mời nôn nóng cái gì chứ? Tiến Phát bảo nhân viên lễ tân đặt cho anh vé máy bay sớm nhất về thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà chuyến gần nhất thì hết chỗ, buộc anh phải đi chuyến 4 giờ chiều. Anh thầm nhủ chuyến này tới nơi vừa kịp giờ diễn ra lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát lần. Vì Tiến Phát đi Hà Nội nên công việc của anh giao lại cho toàn bộ Hoàng Hải. Nhận lượng công việc khổng lồ Tiến Phát giao, Hoàng Hải bực mình nói với tôi. Để anh cho lái xe của anh đưa đón em qua trụ sở chính làm việc. Anh không chiều em như cái thằng dở hơi kia được đâu. Việc ngập mặt thế này lấy đâu ra thời gian rảnh như nó mà đi qua đi lại Thủ Đức chứ. Dạ vâng. Tôi không dám cãi lại Hoàng Hải mà theo lời của anh ta qua trụ sở chính làm việc. Tôi biết là không phải ai cũng có thể giải quyết khối lượng công việc lớn hàng ngày như Tiến Phát, kể cả người đó có là Hoàng Hải. Em giúp anh liên hệ với giám đốc chi nhánh Vũng Tàu, bảo ông ta báo cáo tiến độ xây dựng xem có kịp bàn giao sản phẩm cho khách trong tháng 9 này không. Dạ vâng ạ. Sau khi nối máy cho Hoàng Hải nói chuyện với giám đốc chi nhánh Vũng Tàu, anh ta tiếp tục nói với tôi. Em xem lại tài liệu cuộc họp với giám đốc kinh doanh chiều nay giúp anh, xem có vấn đề gì cần bổ sung hay không. Dạ vâng. Tôi đang xem điện thoại thì nhận được điện thoại của Tiến Phát. Alo em nghe. Nhớ anh không? Tôi lén nhìn Hoàng Hải đang bận rộn công việc rồi nói nhỏ vào trong điện thoại. Nhớ. Em nói cái gì? Anh không nghe rõ. Tôi vẫn không dám nói lớn mà nói lý nhí vào trong điện thoại. Em nhớ anh. Anh chẳng nghe thấy em nói cái gì cả. Tôi bất giác nói lớn vào trong điện thoại. Em nhớ anh lắm. Tôi vừa dứt lời thì Hoàng Hải ngước mặt lên nhìn tôi nói. Này này, tôi đang bán sức của mình để giải quyết núi công việc của hai người, thậm chí là còn không có thời gian để mà hít thở không khí đấy. Thế mà các người không tương tình, ở đó mà còn cơm chó nữa sao? Nghe Hoàng Hải nói như vậy, tôi sợ Tiến nói với Tiến Phát. Em phải làm việc đã nhá, dành em gọi cho anh sau. Em khoan đã, mặc kệ đó đi. Anh nhớ em quá, muốn nghe giọng của em. Thanh tìm được người sinh con cho anh chưa? Hỏi thăm từ sáng tới giờ mà chưa ra nhà cô ấy. Anh gọi cho em để em tiếp thêm năng lượng cho anh đây. Tôi chưa kịp đáp lại lời của Tiến Phát thì bị Hoàng Hải đi tới giật lấy cái điện thoại. Sau đó anh ta nói với Tiến Phát. Việc như núi đây này, về mà giải quyết đi. Không về được thì đừng có làm phiền tụi tao nữa. Dứt lời Hoàng Hải cúp máy mà không cho tôi nói thêm với Tiến Phát lời nào. Kỳ thực lượng công việc lớn tới mức tôi cả ngày bị cuốn vào nó mà không có thời gian để nhớ tới Tiến Phát. Hôm nào về tới nhà, Trang và dì Lan cũng giúp tôi cho các con ăn tối xong xuôi. Ban đêm cho các con ngủ xong là thời điểm tôi nhớ Tiến Phát đến quằn quại. Tôi cứ ngỡ tình yêu của tôi dành hết cho ba con rồi. Không ngờ rằng trái tim của tôi vẫn còn khoảng trống bao la để chứa đựng tình yêu dành cho anh. Muốn gọi cho anh một cuộc điện thoại video để được ngắm nhìn anh, nói chuyện với anh để vơi đi nỗi nhớ, nhưng lại sợ đánh thức các con dậy nên tôi đành thôi. Cuộc gọi bị Hoàng Hải giật máy cũng là cuộc gọi duy nhất Tiến Phát gọi về. Ban đầu tôi nghĩ có lẽ là do anh ngại phiền công việc của tôi nhiều nên anh không có gọi về.
Nhưng mấy ngày sau, dù ngày hay là đêm cũng không thấy anh gọi, nhắn tin cũng không. Tôi bắt đầu suy nghĩ vẩn vơ. Có khi nào anh đã gặp được cô gái đã sinh con cho anh? Lúc trước cô ta và anh quan hệ với nhau trong lúc anh say xỉn không nhớ. Bây giờ gặp lại tình cũ không rủ cũng tới. Vì vậy anh mới quên bẵng tôi đi như vậy. Trong khi tôi cật lực làm việc về anh, lúc nào cũng nghĩ về anh, nhiều khi nhớ anh muốn phát điên lên. Thế mà anh lại biệt tâm biệt tích. Đã thế, đi làm ở trụ sở chính, tôi còn gặp cô em họ đáng ghét của Tiến Phát nữa. Nhiều lúc tôi nghĩ tôi đang bực mình với Tiến Phát. Cô ta mà gây sự với tôi sẵn sàng lao vào đánh cho hả giả. Thế nhưng ngược lại với suy nghĩ của tôi, thế tôi làm việc cùng với Hoàng Hải, cô ta vui ra mặt. Thậm chí cô ta còn hỗ trợ tôi hết mình trong công việc. Tôi nghĩ có lẽ nào khi tôi đụng đến anh, Tiến Phát của cô ta, thì cô ta mới nổi cơn điên lên hay không? Hôm thứ sáu sắp tới giờ tan ca, Nhân Hải vào phòng làm việc của Hoàng Hải. Tôi cứ tưởng cô ta có chuyện gì liên quan tới công việc. Không ngờ cô ta nói với tôi: Hồng xuống tầng 4 ghép nhạc để chuẩn bị cho tiết mục văn nghệ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn vào tối mai nhé. Tôi ngơ ngác không hiểu lời của Nhật Hạ nói nên hỏi lại: Ghép nhạc gì cơ? Anh Hải có đăng ký tiết mục cuối bế mạc, không phải là dành cho cô sao? Trước đây, lúc tôi đi học mẫu giáo đến đại học, tôi đều là cây văn nghệ của lớp và của trường. Nghe Hạ nói như vậy, tôi rất hào hứng nên quay ra hỏi Hoàng Hải: Em đăng ký tiết mục văn nghệ cuối cùng của buổi lễ cho em đấy à? Hải vẫn không rời mắt khỏi chồng tài liệu trên bàn, nạt nộ lại với tôi và Nhật Hạ: Hai cô đừng có khéo tưởng bỏ nhé. Tiết mục văn nghệ khép lại màn đó, tôi đăng ký cho tôi đấy. Nhật Hạ nghe Hoàng Hải nói vậy thì nhắc nhở: Vậy thì anh xuống dưới đi, để ghép nhạc đi ạ. Anh biết rồi. Nhật Hạ vừa đi khỏi thì Hoàng Hải bất chợt hỏi tôi: Ngày mai kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn mà chồng em không về sao? Tôi đang khó chịu chuyện không được tham gia tiết mục văn nghệ nào, vừa không nhận được tin tức gì của Tiến Phát, cuộc gọi không, tin nhắn cũng chẳng có, nên tôi hằn học đáp lại Hoàng Hải: Nói cho anh biết này, em là mẹ đơn thân. Là mẹ đơn thân ý, không có chồng con gì cả. Lời quan trọng em nhắc lại 3 lần cho anh nghe rõ đấy. Không phải là chồng thì ba của các con em được chưa? Mai nó có về không đấy? Con em là con của trời, không phải là con của bố con thằng nào cả. Nó làm gì khiến em buồn sao? Không có làm gì cả. Hải vừa vỗ đùi vừa cười lớn: Thì đúng là nó không có làm gì nên em buồn, chứ còn gì nữa, thế mà còn cãi. Nói rồi Hoàng Hải thở dài: Mấy người đang yêu hay hờn hờn dỗi dỗi mắc mệt. Ngày hôm sau nghỉ làm, Hoàng Hải qua phòng trọ với ba con của tôi cùng với Trang, còn tôi và dì Lan nấu ăn. Tôi nghe Trang hỏi Hoàng Hải: Hôm trước lúc cắn tôi xong, anh hứa xin việc cho tôi, anh đã xin chưa? Câu hỏi của Trang khiến tôi bất ngờ. Hôm trước Hoàng Hải nói qua phòng trọ của tôi để năn nỉ Trang đi làm trợ lý cho anh ta. Thế mà sao bây giờ tình hình lại ngược lại thế này? Tôi nghe Hoàng Hải đáp lại Trang: Việc thì có rồi, nhưng để tối nay xem cô hợp tác với tôi thế nào đã. Nếu hợp tác ăn ý thì thứ hai tuần sau đi làm luôn, lương tháng không dưới 1.000 đô. Anh bảo cho tôi hợp tác làm gì đâu mà có biết làm ăn uy tín không? Ăn cơm trưa xong, tôi và dì Lan cho các con nghỉ trưa thì Hoàng Hải kéo Trang ra ngoài để bàn chuyện hợp tác ăn ý gì đấy. Vì 7 giờ tối diễn ra phần kỷ niệm lễ 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát lần, trước sau đó mới có phần dự tiệc. Do vậy, 5 giờ chiều, chị Hạnh đã gọi điện cho tôi nói: Em chuẩn bị đồ mang theo đi, lát chị đi ngang qua đón luôn nhé. Bây giờ mới có 5 giờ chiều mà chị. Đi sớm vào trung tâm thành phố để trang điểm. Chị biết chỗ này trang điểm cho các ca sĩ, nghệ sĩ, họ làm đẹp lắm. Nói Việt hóa thiên Nga cũng không có ngoa đâu. Tôi định nói với chị Hạnh đi trước tôi đón taxi đi sau thì chị Hạnh lại nói: Hôm nay tụ họp tất cả các lãnh đạo và công nhân viên xuất sắc làm việc cho Tiến Phát và khách sạn Tiến Phát đấy. Vì vậy mình phải thật lộng lẫy, nổi bật mới được. Tôi bất chợt nhớ ra Thắng làm quản lý khách sạn Tiến Phát tại Hà Nội, có khi anh ta cũng bay vào đây để tham dự. Tiến Phát gặp tình cũ không rủ cũng đến, không cần đến tôi nữa thì tôi sẽ xuất hiện lộng lẫy bên Thắng. Tôi nhờ Thắng hợp tác với tôi, trêu nguyên anh một chuyến. Nếu mà Tiến Phát xuất hiện càng tốt, không xuất hiện thì đường nào buổi tiệc cũng được ghi hình lại, kiểu gì anh cũng xem được. Nghĩ tới đây, tôi nói với chị Hạnh: Dạ, lát chị cho em qua đi cùng với ạ. Thế nhưng tôi làm gì có chiếc váy dự tiệc nào mà đòi lộng lẫy để che lấy ai vào nó.
Lúc trước trốn ra khỏi nhà bà Liễu, tôi chỉ mang theo vài bộ đồ thôi, còn lại ưu tiên mang theo đồ của các con. Và trong này tôi cũng chỉ mua thêm vài đồ mặc ở nhà và mặc đi làm. Trang mang theo nhiều váy áo, nhưng cậu ấy mập hơn tôi nên tôi không thể mượn của cậu được. Lúc chị Hạnh chạy xe tới đón, tôi nói: "Chị đi trước đi, tới giờ em đón taxi cũng được ạ. Em không có đồ đẹp, trang điểm đẹp họ lại cười cho." "Em cũng quê thật đấy. Từ đó họ có đồ cho thuê mà. Muốn thuê đồ thường đồ hiệu gì chẳng có. Em có giày thì mang theo, không có thì thôi, tới đó họ cũng có giày cho em thuê luôn." Tôi nghe lời chị Hạnh mang đôi giày cao gót màu trắng trong số 5 đôi giày Tiến Phát mua cho tôi hôm trước, rồi lên xe đi cùng với chị. Tôi đang miên man suy nghĩ, giả sử đúng như Tiến Phát xuất hiện tại buổi lễ của người phụ nữ khác mà tôi không gặp được Thắng, thì phải làm thế nào? Thì chị Hạnh hỏi: "Tổng giám đốc có tình cảm với em ở chi nhánh Thủ Đức ai cũng biết. Hai người giận nhau hay sao mà anh ấy không qua đón em thế?" Tôi gượng cười đáp lại với chị Hạnh: "Anh ấy chọc chơi vậy thôi chị. Em là gái có ba con, ai thèm chị. Chị là người từng trải, chị biết chứ. Ánh mắt của tổng giám đốc nhìn em ấy không có giống như người bình thường, kiểu chơi bời thôi đâu." Nghe lời chị Hạnh nói, tôi chỉ biết thở dài. Đúng như lời chị Hạnh nói, tôi cảm nhận ánh mắt của Tiến Phát dành cho mình giống như tôi là cả thế giới của anh vậy. Chẳng thế mà mỗi lần anh nhìn tôi đều khiến trái tim của tôi tan chảy đó sao? Lúc chúng tôi tới nơi, còn phải chờ tiệm trang điểm cho một đoàn diễn viên mới rồi mới tới lượt. Tôi được nhân viên của tiệm dẫn đi xem váy trước. Vì tôi mang giày và túi xách màu trắng nên nhân viên tư vấn cho tôi cũng một chiếc váy xòe trễ vai cùng màu. Đích thân chị chủ tiệm trang điểm cho tôi. Lúc chị trang điểm xong lại có một nhân viên khác làm tóc. Sau khi làm cho tôi tới lượt chị Hạnh, lúc trang điểm cho chị Hạnh thì chị chủ tiệm hỏi: "Chị là quản lý của bé kia à?" "Không, chị là đồng nghiệp." "Chị cũng là ca sĩ hay là diễn viên à?" "Không, chị là nhân viên văn phòng." Chị chủ tiệm trang điểm nhìn tôi nói: "Thế mà em cứ nghĩ bé đó là ca sĩ, người mẫu hay diễn viên gì đó cơ." Dứt lời, chị chủ tiệm nhìn tôi hỏi: "Em có năng khiếu ca hát không? Chị giới thiệu cho chi bầu xô, đừng nữa thành ca sĩ luôn." Tôi chưa kịp đáp lại thì chị lại nói: "Hay là em đầu quân cho công ty người mẫu ấy, vào đấy có cơ hội thi mấy cuộc thi hoa hậu, biết đâu mai mốt trở thành hoa hậu cũng nên. Chứ người đẹp dáng chuẩn như em ấy mà đi làm văn phòng thì phí lắm." "Em cảm ơn chị, nhưng một bà mẹ ba con như em không hợp với môi trường showbiz đâu ạ." Chị chủ tiệm trang điểm hét lên: "Cái gì? Em là gái ba con thật sao?" Chị Hạnh nói chen vào: "Em ấy không đùa chị đâu." Chị chủ tiệm lại nói: "Gái ba con không thi hoa hậu, được thì làm ca sĩ, người mẫu, diễn viên vẫn được mà." "Dạ vâng, em sẽ xem xét. Lát nữa em cho chị chụp mấy tấm hình để quảng bá cho tiệm nhé." Vì ở lại làm mẫu chụp hình cho tiệm nên khi tôi và chị Hạnh tới nơi cũng sắp tới giờ diễn ra lễ kỷ niệm. Mong muốn là mình đẹp nhất trong bữa tiệc của tôi đã trở thành sự thật khi tôi đi truyền tới đâu, thu hút ánh mắt nhìn của mọi người tới đó. Làn da của tôi bình thường đã trắng, khi mà khoác lên mình chiếc váy màu trắng càng khiến làn da của tôi như phát sáng. Phần vai trễ được may cách điệu để lộ ra cặp vai có phần cổ gợi cảm, phần thân của váy ôm sát cơ thể để lộ vòng eo con kiến, khiến không ai nghĩ tôi là gái đã có ba con. Phần tà váy xòe vừa đủ để lộ ra cặp đùi thon dài, khiến bất kỳ cô gái nào cũng phải mơ ước. Đặc biệt là chiếc váy tôn lên vòng một đầy đặn và để lộ khe ngực sâu hun hút, như lời chị Hạnh nói, đến chị cũng phải chảy cả nước miếng. Khi tôi và chị Hạnh đi vào trong sảnh đang diễn ra bữa tiệc nằm ở tầng 4 của tòa trụ sở chính, thì thấy Hoàng Hải đang đứng ở cửa, tươi cười chào đón khách. Thấy tôi, anh ta làm bộ lấy tay ôm ngực, sau đó lảo đảo người như muốn ngã. Ngay sau đó, anh ta nghiêm túc ghé sát vào tai tôi nói: "Em mà cầm thêm một bó hoa nữa sẽ trở thành cô dâu của bữa tiệc tối nay đấy." Tôi không đáp lại lời của Hải mà thúc nhẹ vào ngực của anh ta, sau đó đi vào bên trong cùng với chị Hạnh. Sảnh chính rộng toàn bộ tầng 4 của tòa nhà, thường là nơi tổ chức các sự kiện lớn của tập đoàn. Sự kiện hôm nay khoảng 2.000 khách vẫn chưa sử dụng hết diện tích của sảnh. Sự kiện này do công ty tổ chức sự kiện của Trung đảm nhận. Không gian của sảnh được trang trí không khác gì tiệc cưới. 8 dãy bàn tròn được kê theo hàng lối, hoa tươi đặt dọc lối đi giữa sảnh và lối đi phụ giữa hai bên. Đèn trang trí cũng được tận dụng hết cỡ, càng làm tăng thêm sự trang trọng của bữa tiệc. Lúc chúng tôi vào, mọi người gần như đã có đông đủ,
chỗ trống còn rất ít. Chị Hạnh kéo tôi ngồi vào chỗ trống của một bàn trong góc, cách xa lối ra vào. Kỳ thực để tìm thắng trong 2000 con người kia là rất khó. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng những bàn ngồi gần tôi thì không thấy thắng. Tôi suy đoán là có thể anh ngồi bàn gần phía sân khấu, nên tôi nói với chị Hạnh: "Em lên kia có chút việc chị nhé." Tôi không muốn bỏ phí công lao tôi đi trang điểm và thuê váy. Hơn nữa tôi cũng muốn biết tình hình của bạn Liễu và chuyện tình cảm của anh với Diễm tới đâu. Vì vậy, bất chấp mình là thỏi nam châm thu hút ánh nhìn của mọi người, tôi vẫn đi một lượt tìm Thắng. Và đúng như tôi suy đoán, tôi nhìn thấy Thắng đang ngồi ngay bàn gần sân khấu nhất. Tôi mừng thầm, vị trí ngồi của Thắng đẹp như vậy, không những gần sân khấu mà còn gần với mấy bàn dành cho lãnh đạo cao cấp của tập đoàn và những khách mời quan trọng nữa. Nếu mà Tiến Phát không để ý thì ngồi vị trí đó sẽ dễ dàng được camera lia chúng. Việc còn lại tôi chỉ cần nhờ Thắng phối hợp diễn với tôi nữa là xong. Hôm nay Thắng cũng khoác trên mình bộ đồ vest, nếu mà đứng cạnh tôi thì chẳng khác gì một cặp cô dâu chú rể. Tuy anh không cao to đẹp trai như ai đó, nhưng đổi lại trông anh lại có cái nét gần gũi dễ thương, chứ không lạnh lùng khó gần như ai đó. Lúc tôi chỉ còn cách bàn của Thắng ngồi vài mét thì nhìn thấy rõ Thắng không phải vào đây một mình, mà anh còn đi cùng với Diễm nữa. Không những vậy, ngồi cùng bàn với anh còn có cả ông Tâm và bà Hà. Sự háo hức của tôi lập tức biến mất, bước chân của tôi cũng khựng lại. Thay vào đó là một loại cảm giác hụt hẫng, buồn chán, xen lẫn bực dọc trong người. Tôi có thể xi nhan với chị Diễm để nhờ Thắng giúp tôi, nhưng mà nếu tôi xuất hiện trước mặt ông Tâm thì kiểu gì ông ta cũng ngất xỉu thêm lần nữa cho mà xem. Mà lần này tôi còn làm cho ông ta ngất xỉu nữa thì kiểu gì bà Hà cũng xé xác tôi ra, chứ chẳng để tôi yên nữa đâu. Hai lần trước tôi làm ông Tâm ngất xỉu, gây nguy hiểm đến tính mạng của ông ta, nhưng may mắn là bà ta vẫn chưa tìm đến tôi để hỏi tội. Hơn nữa tôi nghĩ đây là sự kiện quan trọng của tập đoàn. Nếu mà ông Tâm có chuyện không hay xảy ra mà chuyện đó lại liên quan đến tôi thì chắc chắn là mình sẽ bị mọi người đồn đoán, thêu dệt đủ kiểu. Vì vậy mặc dù không muốn, nhưng mà tôi đành phải quay trở lại ngồi cùng bàn với chị Hạnh. Chị Hạnh thấy tôi mặt mũi buồn thiu thì kéo tôi ngồi xuống bên cạnh. Chị nói: "Em ngồi xuống đây, không hết chỗ bây giờ. Hình như mọi người đi đông hơn dự kiến thì phải, thiếu chỗ ngồi tùm lum." "Dạ vâng, em cảm ơn chị." Nghe chị Hạnh nói, tôi nhìn quanh thì đúng là nhiều người đang ngơ ngác tìm chỗ ngồi. Cũng có nhiều người đang nắm bắt ánh mắt hiếu kỳ nhìn tôi. Đang cảm thấy bực dọc trong người, lại nghe điện thoại trong túi sách của tôi đổ chuông. Tôi nghĩ thầm có lẽ Tiến Phát thấy tôi xuất hiện, xinh đẹp, nên gọi cho tôi đây mà. Đã thế bà đây cũng không cần bắt máy. Thế nhưng khi tôi lấy điện thoại ra thì thấy người gọi tới là Trang, chứ không phải là người xấu xa nào đó. Vì ở đây ồn ào, tôi sợ nói Trang không có nghe được, nên tôi vào nhà vệ sinh để bắt máy. "Có chuyện gì mà cậu gọi cho tớ giờ này?" Không thấy Trang đáp lại, tôi lại hỏi: "Mày nhóc có chuyện gì phải không?" Trang vừa nói vừa khóc thút thít ở trong điện thoại. "Mấy nhóc không sao, là chuyện riêng của tớ. Chuyện gì lát tớ về nhà cậu kể cho tớ nghe sau nhá. Bây giờ buổi lễ sắp bắt đầu rồi." Lúc tôi nghe giọng MC vang lên bên ngoài: "Buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát lần chính thức bắt đầu." Tôi định cúp máy thì Trang nói tiếp: "Tớ đang buồn lắm đây, cậu đừng cúp máy vội được không? Tớ muốn tâm sự với cậu một lát." "Ừ, thế cậu nói đi, tớ nghe." Tôi lại nghe giọng MC bên ngoài đang nói: "Buổi lễ kỷ niệm thành lập tập đoàn Tiến Phát lần hôm nay có sự hiện diện của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hoàng Xuân Tiến, Tổng Giám đốc Hoàng Tiến Phát, Phó Tổng Giám đốc Lê Hoàng Hải." Nghe đến tên của Tiến Phát, tôi không nhịn được mà chửi tục vào trong điện thoại: "Anh bay vào khi nào cũng không hề báo cho tôi một tiếng, lại còn đang hiện diện tại buổi lễ cơ đấy." "Này, cậu chửi mình đấy à?" Nghe Trang hỏi tôi mới giật mình đáp: "Không phải, cậu đang buồn chuyện gì kể tớ nghe đi." "Chuyện anh Hải sếp của cậu lừa tớ. Anh ấy nói xin việc cho tớ lương rất cao. Anh ấy còn nói là thứ hai tuần tới tớ có thể đi làm. Thế mà tớ vừa gọi cho anh ấy, anh ấy lại quát tớ không có việc gì cho cô làm cả rồi cúp máy. Cậu bảo xem tớ đi đâu để mà xin được việc lương cao như thế bây giờ." Bên ngoài lúc này, MC giới thiệu Tiến Phát lên sân khấu phát biểu. Tôi mới sốt ruột nói với Trang: "Bây giờ anh Hải đang bận tiếp khách rồi, cậu gọi cho anh ấy không đúng lúc nên anh ấy hơi mới nói như vậy thôi. Cậu đừng buồn nữa nhé, xong việc tớ gọi lại anh ấy giúp cậu." Tôi nói như vậy rồi nhưng mà Trang vẫn không chịu cúp máy. Cậu tiếp tục vừa than khóc vừa nói với tôi nội dung tương tự. Tôi không nghi ngờ gì mà tiếp tục an ủi cậu.
Bên ngoài buổi lễ kỷ niệm đã diễn ra với tới mục khen thưởng cho các nhân viên và tập thể xuất sắc, rồi đến tiết mục văn nghệ truyền thống của tập đoàn. Cho đến khi tôi nghe giọng nói của Hoàng Hải thông báo tiết mục văn nghệ khép lại buổi kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát Lần vang lên ở trong điện thoại, còn rõ hơn bên ngoài, tôi mới chắc chắn một điều, Trang đang có mặt tại buổi lễ kỷ niệm. Cậu ngồi vị trí nào đấy? Trang không đáp lại tôi mà cúp máy ngay. Tôi không gọi cho cậu ấy nữa mà đi ra bên ngoài sảnh nơi đang diễn ra buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập. Ngước mắt nhìn lên sân khấu và hình ảnh đang phát trực tiếp trên nhiều màn hình lớn xung quanh khiến tôi chết lặng. Minh Hồng vừa ra ngoài nghe điện thoại thì Tiến Phát và ông Tiến cùng đi vào. Hai người được nhân viên hướng dẫn ngồi vào bàn tiệc gần sân khấu cùng với ông Tâm, bà Hà, Thắng, Diễm và mấy vị khách mời là lãnh đạo của thành phố. Ngoài ra còn có một vị trí trống dành cho Hoàng Hải. Thấy Thắng đi cùng với vợ của mình, Tiến Phát không ngại đến chỗ ngồi xuống ghế bên cạnh Thắng. Anh không nhìn Thắng mà liếc người con gái đang thì thầm to nhỏ với Thắng bên cạnh, sau đó bất giác nở ra một nụ cười. Cô gái này là con bà Hà và ông Hải, cũng tên là Hồng, nhưng mà người này anh chưa từng gặp qua bao giờ, thì làm sao có con với cô ta được. Vậy là tối hôm nay anh được minh oan rồi. Sau khi phát biểu ý kiến và trao thưởng cho các cá nhân tập thể xuất sắc, Tiến Phát ngồi sạc lấy điện thoại ra gọi cho Minh Hồng xem cô đang ngồi chỗ nào, nhưng mà anh gọi mấy cuộc của cô thì liên tiếp báo bận. Còn Thắng trước đây thì các con của Minh Hồng càng lớn càng có nét giống Tiến Phát. Anh từng suy nghĩ có khi nào ba của mấy nhóc đó chính là sếp của mình chăng, nhưng mà anh cũng chỉ dám nghĩ như vậy thôi, chứ không dám nói ra với bất kỳ ai. Bởi vì chuyện này nếu mà không đúng thì chẳng những ảnh hưởng đến uy tín của Tiến Phát, mà có khi anh còn bị tổng giám đốc đuổi việc cũng nên. Nhưng khi Minh Hồng đưa các con vào trong Sài Gòn mà không gọi điện báo cho anh biết tình hình bốn mẹ con thế nào, khiến anh và Diễm rất lo lắng. Thứ nhất, anh lo lắng chuyện một mình Minh Hồng phải lo cho ba đứa con nhỏ, nhưng mà anh không nhận được tin nhắn báo trừ tiền từ tài khoản mà anh đưa cho cô. Không biết là cô lấy tiền ở đâu để mà lo cho các con của mình, hay là bốn mẹ con cô có chuyện gì xảy ra không hay nên cô mới không sử dụng tới tiền của anh đưa. Thêm nữa, thỉnh thoảng anh vẫn thấy đám người ngày trước mẹ anh hứa bán cho bốn mẹ con Minh Hồng đến nhà anh. Anh không biết là họ đến vì chuyện này, vì chuyện gì, càng khiến cho anh phải lo lắng. Đó cũng là lý do mặc dù lo lắng nhưng mà anh lại không dám tìm kiếm mẹ con của Minh Hồng trên các phương diện truyền thông. Diễm mách nước cho Thắng nhờ tới vị tổng giám đốc quyền lực Tiến Phát, nhưng mà anh phải chắc chắn các con của Minh Hồng là con của Tiến Phát, anh mới dám mở lời. Để mà làm được điều này, anh chỉ có cách lấy mẫu tóc của Tiến Phát để xét nghiệm ADN. May mắn dịp này Tiến Phát lại có chuyến công tác Hà Nội rất dài. Anh gạt qua mặc cảm chuyện mẹ anh quỳ gối khóc lóc van xin Tiến Phát cho anh thời gian bình phục hồi anh bị tai nạn để gọi mời Tiến Phát đi ăn, nhưng mà Tiến Phát lại từ chối. Anh có ý định nhờ nhân viên dọn rác, dọn phòng lấy tóc của Tiến Phát, nhưng lại sợ bị bại lộ hoặc là đặt nhầm tóc của người khác lại càng phiền phức thêm. Vì thế kế hoạch của anh vẫn chưa có thực hiện được. Bây giờ có cơ hội ngồi gần Tiến Phát thế này, anh không thể bỏ lỡ. Nhân lúc Tiến Phát đang tập trung gọi điện thoại cho ai đó, Thắng vươn tay giật mạnh sợi tóc ở trên đầu của Tiến Phát. Nhưng vì vừa hồi hộp vừa lo lắng việc làm mờ ám của mình bị phát hiện, Thắng đã lỡ tay cầm một chỏm tóc trên đầu của Tiến Phát để giật, chứ không phải là một sợi. Thêm việc là Thắng dùng lực quá mạnh, vừa nhanh lại vừa mạnh, khiến đầu của Tiến Phát ngửa hẳn ra đằng sau. Gọi cho Minh Hồng không được, Tiến Phát nhàn rỗi định quay qua hỏi chuyện Thắng. Thế nhưng anh chưa kịp quay qua để hỏi chuyện lại bị Thắng nắm tóc của mình giật ngửa ra đằng sau. Thay vì nổi giận với cấp dưới của mình thì mặt mày của Tiến Phát bỗng dưng tái mét, cả người anh cũng lập tức biến thành pho tượng. Không lẽ vợ của Thắng sinh đôi hai thằng con giống anh tới mức đến Thắng cũng nghi ngờ anh là ba của nó hay sao? Nếu mà Thắng cũng nghĩ như vậy thì công đoạn anh chứng minh mình vô tội với ông Tiến và Minh Hồng còn xa vời lắm. Hay có dịp nào đó anh không tỉnh táo mà ngủ với vợ của Thắng không? Càng nghĩ anh lại càng đau đầu. Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau, người thì nhổ tóc thì sợ bị sếp trừng phạt, người thì bị nhổ tóc thì sợ nhỡ con mình có con rơi thật thì chết không kịp ngáp. Bởi vậy mà cả hai người lúc này mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Cả hai ngồi im bất động như thể đang tập trung vào diễn biến buổi lễ, nhưng mà thực chất lại chẳng biết con mẹ sẽ đang diễn ra hết. Từ khi phần lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát Lần gần đi vào hồi kết, Hoàng Hải đi tới chỗ của ông Tiến và ông Tâm nói nhỏ với hai ông. Hai bác có mang theo thuốc không? Thế hai anh em ngồi gần nhau gật đầu, Hoàng Hải nói tiếp.
Tiết mục văn nghệ bế mạc buổi lễ được dàn dựng khá công phu, xúc động, nên hai bác uống thuốc phòng giúp cháu trước nhé. Ông Tiến và ông Tâm nhìn vào đồng hồ của mình. Có lẽ giờ này ở nhà cũng đến giờ uống thuốc, nên hai ông đồng ý với lời đề nghị của Hoàng Hải. Sau khi nhìn thấy tận mắt ông Tiến và ông Tâm uống thuốc, Hoàng Hải mới yên tâm đi lên sân khấu. Nhưng nhìn thấy Tiến Phát và Thắng ngồi bên cạnh có vẻ bất ổn, anh dừng lại nhìn Tiến Phát nói: "Ba trai có mang theo thuốc trợ tim kìa." Cứ tưởng là Phát sẽ nổi điên lên với lời nói vui của Hoàng Hải, không ngờ Hoàng Hải vừa dứt lời, Tiến Phát liền quay sang nói với ông Tiến: "Dạ, ba cho con liều đi ba." Ông Tiến nhìn Tiến Phát rồi quát: "Đây là thuốc bệnh mà, chứ không phải thuốc bổ đâu mà anh xin." Tiến Phát vẫn ngả tay ra trước: "Ba cứ cho con uống một liều thử xem có dễ chịu hơn không. Nếu không có bệnh mà uống một liều cũng không chết được đâu." Đang ở chỗ đông người, ông Tiến cũng không thèm nói thêm nữa mà đưa thuốc cho Tiến Phát. Ông còn chưa kịp thu tay về, Thắng lại chìa tay ra trước mặt của ông nói: "Chủ tịch cho cháu xin một liều luôn ạ." Từ lúc này Hoàng Hải không nhịn được nữa mà cười phá lên: "Xin mời Phó Tổng Giám đốc Hoàng Hải lên sân khấu." Nghe MC sướng tên của mình, Hoàng Hải mới cố nhịn cười lên sân khấu. Nhận mic từ tay MC, Hoàng Hải nói: "Đây là tiết mục văn nghệ đặc sắc nhất buổi tối ngày hôm nay, và cũng là món quà ý nghĩa nhất gửi tặng tới ban lãnh đạo cao cấp nhất của tập đoàn Tiến Phát Lần. Thay mặt tất cả công nhân viên làm việc tại tập đoàn, xin kính chúc tập đoàn Tiến Phát Lần của chúng ta luôn phát triển lớn mạnh." Lời giới thiệu của Hoàng Hải nhận được tràng pháo tay cổ vũ nhiệt tình của tất cả mọi người. Ngay sau đó, nhạc của bài hát Cả Nhà Thương Nhau nổi lên, đồng thời xuất hiện hai bé trai mặc đồ vét, nắm tay một bé gái mặc váy công chúa màu trắng cùng bước ra sân khấu. Tất cả các màn hình lớn bao quanh sảnh diễn ra sự kiện và màn hình lớn ở trên sân khấu đồng loạt phát trực tiếp hình ảnh ba thiên thần nhỏ vô cùng đáng yêu, Thành Minh, Thành Đạt và Tuyết Nhi đứng trên sân khấu đang nắm tay nhau cúi đầu chào mọi người. Ban nhạc ngừng đánh, bé Tuyết Nhi nói: "Xin chào các ông, các bà, các bác, các chú, các cú. Con tên là Tuyết Nhi, còn đây là hai anh của con ạ." Thành Đạt và Thành Minh tiếp lời Tuyết Nhi: "Con là Thành Đạt, còn con là Thành Minh ạ." Lúc này tất cả các máy quay đều chĩa máy về phía sân khấu, thậm chí các camera đồng loạt zoom cận mặt Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi. Cả sảnh lớn nơi đang chứa hàng nghìn nghìn con người trong phút chốc bỗng biến như thành một cảnh quay ngưng đọng thời gian trong một bộ phim điện ảnh kinh điển nào đấy. Tất cả mọi người có mặt ở hội trường, không ngoại trừ một ai, đều giữ nguyên tư thế mắt chữ O, miệng chữ A khi nhìn thấy Thành Đạt, Thành Minh. Còn Tiến Phát, ông Tiến, ông Tâm, bà Hà, Thắng, Diễm, Nhật Hạ, hai từ ngạc nhiên không tả hết, mà phải nói là sốc nặng mới là chính xác. Duy nhất chỉ có Trang đứng ở trong cánh gà là biết chuyện gì. Cô còn tưởng là biểu hiện của mọi người như vậy là nhìn thấy vẻ đáng yêu của ba nhóc ở trên sân khấu. Cho tới khi có camera zoom cận mặt hình ảnh ba nhóc và hình ảnh Tiến Phát, phát song song hai hình ảnh trên một màn hình, cô mới sốc tới mức đứng không vững, cả người lảo đảo muốn ngã trên sân khấu. May mà có Hoàng Hải ôm được cô trước khi cô ngã ra sàn. 2.000 con người có mặt tại sảnh tiệc lúc này tuy là những cá thể độc lập khác nhau, nhưng mà trong đầu của tất cả mọi người lúc này đều có chung một câu hỏi: ba đứa trẻ này có phải là con của Tiến Phát hay không? Tổng giám đốc của họ cưới vợ hồi nào mà đã có ba con lớn tướng thế này rồi? Sinh được ba người con đẹp như thiên thần thế này thì chắc là mẹ của chúng cũng phải thuộc cái hàng mỹ nhân hiếm có khó tìm. Và câu hỏi được đặt ra là người phụ nữ sinh con, có vinh hạnh sinh con cho tổng giám đốc này là ai? Riêng Tiến Phát lúc này chỉ biết ngây người, cứ nhìn trên sân khấu nơi có ba bản sao của anh đang đứng trên đó, mặc cho ba đèn pha công suất lớn và rất nhiều máy quay đang chĩa về phía của mình. Trong anh lúc này trào dâng một vô vàn các loại cảm xúc đan xen lẫn nhau. Đầu tiên, cũng như mọi người có mặt ở đây, anh vô cùng ngạc nhiên khi thấy xuất hiện ba thiên thần nhỏ không khác gì bản sao thu nhỏ của mình. Gương mặt và ngoại hình có nét giống anh không nói, đến cả sự điềm tĩnh lạnh lùng khi đứng trước cặp mắt tò mò của hàng nghìn người đang hướng về phía mình cũng không hề khác anh chút nào. Bên cạnh sự ngạc nhiên thì trong anh cũng dâng lên cảm giác vô cùng lo lắng. Sự hiện diện của ba đứa nhỏ này chứng minh một điều, ba anh nói không hề sai. Chuyện anh ngủ với ai đó mới khiến con người ta sinh nhẽ cho anh, không chỉ hai mà là ba người con sinh như thiên thần như thế. Đặt ra một câu hỏi trong anh lúc này cũng như mọi người có mặt ở đây rằng: mẹ của chúng là ai? Không lẽ chúng là các con của vợ Thắng? Đặc biệt lúc này ánh mắt của ba đứa nhỏ đang nhìn chăm chăm vào Thắng chứ không phải là nhìn vào anh.
Tuy nhiên cảm giác lo lắng cho anh kéo dài không bao lâu. Khi nhận ra cô bé xinh đẹp, dễ thương đứng giữa hai bản sao thu nhỏ của chính mình là Tuyết Nhi, con gái của Minh Hồng mà anh từng một lần nói chuyện qua điện thoại với bé. Sâu chuỗi lại hồi ức lần đầu tiên anh gặp Minh Hồng. Khi đó anh tặng thưởng cho toàn bộ công nhân viên làm việc tại chi nhánh Thủ Đức một chuyến nghỉ dưỡng tại Vũng Tàu. Nhưng mà chỉ có một mình cô không đi được do hoàn cảnh khó khăn khi cô phải chăm sóc ba con nhỏ. Hôm đó anh tận mắt thấy Minh Hồng đi đón ba con. Cũng hôm đó một đứa trẻ 3 tuổi như Tuyết Nhi cũng đã biết anh sống với hai anh của bé. Vậy mà anh lại không nghi ngờ gì mà lại nghĩ cô đã có chồng và sinh con cho người khác. Hạnh phúc đến quá bất ngờ. Anh không ngờ buổi tối đầu tiên gặp cô, quan hệ với cô đã khiến cô mang thai không chỉ một mà tới ba con của mình. Điều đáng trách là bản thân anh không hề hay biết gì về sự tồn tại của các con. Để nuôi ba con của anh khôn lớn từng này, chắc hẳn là Minh Hồng đã phải hy sinh rất nhiều. Nghĩ tới đây, tim anh quặn thắt lên từng cơn. Giá như anh được ở bên cô để chia sẻ chăm sóc cho cô những ngày cô mang nặng đẻ đau. Giá như anh được chứng kiến khoảnh khắc các con yêu của mình chào đời. Giá như anh được cùng cô chăm sóc các con và chứng kiến các con khôn lớn từng ngày thì hạnh phúc biết bao. Có quá nhiều khoảnh khắc quan trọng mà anh đã bỏ lỡ trong đời. Để nuôi ba đứa con của anh khôn lớn từng này, Minh Hồng đã phải chịu đựng bao nhiêu là cực khổ. Càng nghĩ lại anh lại tự càng trách bản thân mình ích kỷ. Buổi tối hôm đó, mặc dù cô mệt tới mức ngủ thiếp đi, nhưng anh vẫn tham lam quan hệ với cô hết lần này tới lần khác, khiến cho cô mang thai con của mình. Nhìn thấy biểu hiện của Tiến Phát, biết là Tiến Phát đã nhận ra các bé là con ruột của mình. Vì vậy, Thắng mới lấy hết can đảm ghé sát vào tai của Tiến Phát nói: "Xin lỗi Tổng Giám Đốc, vừa nãy tôi có hành động là nhổ tóc của Tổng Giám Đốc là để xác minh các con có phải là con ruột của Tổng Giám Đốc hay không. Mong Tổng Giám Đốc thứ lỗi cho ạ." "Cậu có liên quan gì tới các con của tôi mà cậu muốn xác minh ADN con của tôi với các bé?" Kỳ thực là nếu kể chuyện của Thắng và Minh Hồng, không phải nói một đôi câu là hết. Hơn nữa hiện tại thời gian không cho phép anh nói nhiều với Tiến Phát. Vì vậy anh nói thẳng vào vấn đề: "Vì tôi từng là bố của các bé. Hai tháng trước không đưa các con vào Sài Gòn mà không nói cho tôi biết tin tức ở trong này thế nào, nên tôi rất lo lắng. Tôi muốn nhờ anh giúp đỡ, nhưng lại không dám chắc các con có phải là con của anh hay không. Vì vậy tôi mới cả gan nhổ tóc của Tổng Giám Đốc để xét nghiệm ADN đấy ạ." Từng lời Thắng nói giống như là hành động cầm dao đâm vào ngực trái của Tiến Phát. Lâu lắm rồi, kể từ ngày mẹ anh mất, anh mới có cảm giác đau như vậy. Thì ra là cô gái Minh Hồng mà anh yêu cũng chính là Hồng, con của ông Hải, bà Hà, người mà mấy ngày qua anh cất công ra tận Hà Nội để tìm kiếm. Anh không thể tưởng tượng nổi người anh yêu đã phải trải qua những buồn đau tuổi cực thế nào trong suốt 4 năm qua. Anh nhớ không lầm là thời điểm anh gặp cô lần đầu tiên tại khách sạn Tiến Phát, Hà Nội, cũng chính là thời điểm tai nạn lao động xảy ra tại công trình xây dựng khách sạn Hải Hà của gia đình cô. Biến cố đến bất ngờ khiến cô trong chốc lát mất đi người mẹ yêu quý của mình. Thậm chí là theo lời của vô hàng xóm của mẹ cô chết còn không có nhà để mai táng mà phải gửi cho cốt trên chùa. Không những vậy, ba của cô vì sự việc này cũng bị vướng vào phòng lao lý, phải nhận án 5 năm tù giam và hiện vẫn đang thụ lý tại nhà tù số 1 tại Hà Nội. Thời điểm đó cô không khác nào một bước rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Anh không giúp gì được cho cô, vậy mà anh còn gieo thêm cho cô nỗi buồn, đó là khiến cô mang thai con của anh nữa. Đã vậy, anh còn nghe hàng xóm của gia đình cô nói cách đây 2 tháng có dân giang hồ đến tìm kiếm cô nữa. Càng nghĩ tới anh lại càng thương cô vô bờ bến. Càng nghĩ tới ngực trái của anh lại càng đau dữ dội, giống như có bàn tay vô hình nào đó bóp chặt lấy nó, khiến cho anh vừa đau đớn vừa có cảm giác không thể thở nổi. Anh không kìm được bản thân mình mà bật khóc nức nở. Hai hàng nước mắt của anh cứ thế chảy xuống như hai dòng suối. Mà dù vậy anh vẫn không dám rời mắt khỏi ba đứa nhỏ đang đứng trên sân khấu dù chỉ một giây. Anh sợ rằng khi anh nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì ba thiên thần nhỏ của anh sẽ biến mất. Chứng kiến một vị tổng tài nổi tiếng là lạnh lùng và nghiêm khắc bật khóc nức nở, tất cả mọi người có mặt tại hội trường cũng không kìm được mà rơi nước mắt theo vô tình, biến buổi lễ kỷ niệm 5 năm thành lập tập đoàn Tiến Phát Lần trở thành buổi khóc tập thể. Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi đứng trên sân khấu với gương mặt ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì xảy ra, mà người lớn ở đây ai cũng khóc như vậy. Cho tới khi nhìn thấy Minh Hồng đang đứng như tượng ở trong buổi sảnh tiệc, cả ba bé vừa vẫy tay với Minh Hồng vừa đồng thanh la lên: "Mẹ ơi, chúng con ở đây!"
Ban đầu nhìn thấy hình ảnh ba đứa con của mình xuất hiện trên tất cả các màn hình lớn xung quanh, sảnh diễn ra lễ kỷ niệm, Minh Hồng cứ ngỡ là mình bị hoa mắt nên nhìn nhầm. Thế nhưng khi nghe Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi đồng thanh gọi mẹ, thì Minh Hồng nhận ra là các con bằng xương bằng thịt của cô đang đứng lên sân khấu, chứ không phải là hình ảnh ở trên mấy màn hình lớn kia. Nếu như vừa nãy cô còn chưa hiểu vì sao Trang gọi điện cho mình rồi kể lể những chuyện dông dài với mục đích gì đây, bây giờ thì cô đã hiểu bạn thân của mình phù hợp với bạn thân của anh nhằm mục đích đánh lạc hướng cô để đưa các con của cô lên sân khấu kỷ niệm 5 năm thành lập này. Tôi từng nói với Hoàng Hải, khi Tiến Phát đi công tác Hà Nội về, tôi sẽ nói sự thật cho anh biết. Có lẽ vì thế mà Hoàng Hải và Trang đã lên kế hoạch để tạo bất ngờ cho cả tôi và Tiến Phát. Chỉ có điều là hai người họ không biết những ngày qua anh chẳng thèm quan tâm đến tôi, thì tôi nói cho anh biết sự thật để làm gì chứ. Cứ cho là anh nhìn thôi cũng biết con tôi là con của anh, nhưng mà tôi không muốn các con của tôi nhận anh là ba. Thế anh làm gì được tôi? Sau vài phút đứng im bất động, tôi xốc toàn tập bước về phía sân khấu để mang các con về. Nhìn thấy Minh Hồng đi về phía sân khấu, bé Tuyết Nhi tự tin nói, hôm nay ba anh em của chúng con sẽ gửi tặng mẹ và mọi người bài hát Cả Nhà Thương Nhau. Tuyết Nhi vừa dứt lời thì bài hát Cả Nhà Thương Nhau đã vang lên. Nhìn thấy Minh Hồng đang bước những bước chân chậm rãi về sân khấu, Tiến Phát đứng dậy đi về phía cô, nước mắt của anh vẫn không ngừng chảy xuống. Trung ở đâu bỗng xuất hiện, vừa thở hổn hển vừa đưa cho anh bó hoa và hộp nhỏ đựng cái gì đó. Đèn chiếu sáng bỗng vụt tắt, để lại đèn trên sân khấu và đèn pha công suất lớn chiếu vào màn hình. Minh Hồng và Tiến Phát đang bước dọc về lối giữa đầy hoa. Hình ảnh của hai người cùng nhau được lồng ghép với hình ảnh của ba thiên thần đáng yêu đang hát bài Cả Nhà Thương Nhau trên sân khấu và được phát trực tiếp trên tất cả các màn hình lớn. Tiến Phát và Minh Hồng lúc này không khác gì hình ảnh chú rể và cô dâu trong lễ đường cổ tích. Mọi người có mặt tại sảnh tiệc vừa khóc vì Tiến Phát đã lại chuyển sang hồi hộp theo dõi cuộc gặp gỡ giữa Tiến Phát và Minh Hồng, mẹ của các con anh. Sự xuất sắc về ngoại hình của cả hai người khiến mọi người không khỏi trầm trồ. Mọi người có mặt tại sảnh tiệc vừa khóc vì Tiến Phát đã lại chuyển sang hồi hộp theo dõi cuộc gặp gỡ giữa Tiến Phát và Minh Hồng. Trong đầu tôi nghĩ, nếu có gặp mặt Tiến Phát tôi cũng sẽ không thèm nhìn mặt anh. Thậm chí anh có nhận các con của tôi cũng không cho phép. Vì vậy khi tôi đang đi về phía các con của tôi trên sân khấu, thấy anh tôi cũng không né tránh. Nhưng đi tới cách anh chỉ còn vài bước chân, nhìn rõ gương mặt mà tôi nhớ phát điên trong mấy ngày qua đang đẫm nước mắt, tim tôi bỗng co thắt lại. Tôi không biết nên bước tiếp hay là dừng lại. Anh bỗng lao vút về phía tôi, ôm tôi xoay nhiều vòng ở trên không. Tới lúc tôi hoa mày chóng mặt, anh đặt tôi đứng xuống, sau đó anh nói, cảm ơn em. Dứt lời anh cúi xuống áp môi mình lên môi của tôi, hôn bất chấp, có 2000 cặp mắt đang hướng về phía chúng tôi. Đầu óc của tôi bị anh hôn tới mức mụ mị đi, tôi không ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cũng không biết anh hôn tôi trong bao lâu tôi mới buông ra. Liền sau đó anh quỳ một gối xuống trước mặt của tôi, anh lấy từ trong hộp nhỏ trong túi áo ra một chiếc nhẫn rồi giơ lên trước mặt tôi rồi nói, em cho anh cơ hội được chăm sóc em và các con trong quãng thời gian còn lại nhé. Tôi và anh gặp nhau có lẽ là duyên số trời định. Mục đích ban đầu tôi tiếp cận anh là đi trộm giống, là do người khác thuê để có tiền mổ não cho mẹ. Nhưng kết quả không như tôi mong đợi. Không những không lấy được giống của anh mang về, mà còn bị chính anh cấy giống. Thậm chí là tôi còn sinh cho anh tới 3 đứa con. Lúc tôi và các con rơi vào hoàn cảnh quẫn bách nhất là chạy trốn bà Liễu và đám người của bà ta, thì tôi lựa chọn đưa các con vào thành phố Hồ Chí Minh. Tôi được một người xa lạ giới thiệu xin vào đúng tập đoàn Tiến Phát lần của anh làm việc, để cho tôi và anh có cơ hội gặp nhau, có cơ hội nhận ra tình cảm của đối phương dành cho mình. Nếu vài phút trước tôi còn nghi ngờ tình cảm của anh dành cho tôi, còn hờn dỗi anh đi công tác Hà Nội biệt tăm biệt tích không gọi điện hay nhắn tin cho tôi, thì bây giờ tôi thực sự là cảm nhận được tình cảm của anh dành cho mẹ con tôi lớn cỡ nào. Anh không màng tới sự có mặt của hàng ngàn người ở đây mà khóc như một đứa trẻ khi nhận ra các con của tôi cũng là con của anh. Không những vậy, trước mặt ba của anh, trước mặt bạn bè thân thiết của anh, trước mặt các quan khách và hàng ngàn nhân viên cấp dưới của mình, anh không ngại thể hiện tình cảm của anh với tôi. Anh yêu tôi như vậy, tôi cũng yêu anh như thế. Hơn hết, các con của tôi cũng cần có tình yêu và sự chăm sóc của anh. Thì tại sao tôi không cho anh cơ hội để anh đồng hành cùng tôi chăm sóc các con trước sự làm chứng của tất cả nhiều người?
Sau một hồi ngây ngốc vì bất ngờ, tôi nhìn anh mỉm cười gật đầu. Em đồng ý. Tuy là mỉm cười nhưng mà nước mắt của tôi không ngừng chảy xuống. Tôi vừa dứt lời, anh liền nắm lấy bàn tay trái của tôi rồi đeo chiếc nhẫn có mặt đính kim cương vô cùng tinh xảo vào ngón áp út của tôi. Tôi thấy hai bàn tay của anh run rẩy tới mức chỉ đeo nhẫn và thôi cũng mất rất nhiều thời gian. Lúc anh trao tặng tôi bó hoa, giáp môi của anh lên môi của tôi cũng là lúc ba thiên thần nhỏ của tôi trình bày xong bài hát Cả Nhà Thương Nhau. Tiếp đó tất cả mọi người đồng loạt đứng lên vỗ tay. Chào vào tay vang lên không ngớt. Vừa là sự khích lệ màn biểu diễn của ba nhóc, vừa là để chúc mừng tôi và anh. Tôi với anh đang chìm đắm trong men say của hạnh phúc thì nghe giọng nói non nớt của Tiết Nhi vang lên. Mẹ và chú đẹp trai đừng cắn nhau nữa được không? Tôi và Tiến Phát luống cuống buông nhau ra. Sau đó anh nhìn tôi cười nói, cảm ơn em. Ba đứa nhỏ được Hoàng Hải nhanh chóng đưa vào bên trong cánh gà, còn Tiến Phát nắm tay tôi đi về phía sân khấu. Lúc này giọng của MC buổi lễ tiếp tục vang lên. Chúng ta vừa được thưởng thức màn biểu diễn rất dễ thương của các bé Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi. Đồng thời chúng ta cũng làm chứng cho màn cầu hôn cổ tích của Tổng Giám đốc Hoàng Tiến Phát với cô Nguyễn Minh Hồng. Thay mặt tất cả những người có mặt ở đây, chúc cho tình yêu của anh chị đẹp mãi. Đồng thời chúng tôi chờ đợi để được tham dự đám cưới thế kỷ của anh chị. Còn bây giờ đến phần dự tiệc và các màn biểu diễn của các ca sĩ khách mời. MC vừa dứt lời, pháo sáng đặt dọc các lối đi và quanh sân khấu đồng loạt được đốt, tạo nên một không gian sảnh tiệc vô cùng đẹp mắt. Tôi cứ nghĩ là Tiến Phát dẫn tôi đi lên cánh gà tìm gặp các con. Không ngờ Tiến Phát dẫn tôi đến bàn tiệc Thắng đang ngồi. Thấy Thắng và Diễm, tôi khẽ gật đầu chào. Diễm cọ đầu vào vai của Thắng, sau đó hai người mỉm cười gật đầu với tôi. Tôi quyết định kéo Tiến Phát rồi đắt nữa đi tìm Thắng và Diễm sau, vì tôi sợ chạm mặt với ông Tâm lại khiến ông ta ngất xỉu nữa thì nguy. Nhưng mà tôi chưa kịp kéo anh đi thì đập vào mắt của tôi lúc này là ông Tâm. Hai ông Tâm chứ không phải là một ông Tâm. Hai người này nhìn giống nhau như hai giọt nước. Lúc này hai ông còn mặc đồ vest màu đen giống nhau nữa. Hai người giống nhau như hai bé Thành Đạt và Thành Minh của tôi. Nếu người ngoài nhìn vào sẽ không phân biệt được. Nhìn kỹ lại thì tôi thấy hai người này chỉ có một đặc điểm khác nhau. Đó là một người tóc đã lâm râm bạc, còn một người thì tóc vẫn còn đen. Tôi sốc tới mức phải tựa vào người của Tiến Phát mới có thể đứng vững. Tôi đang run rẩy, Tiến Phát siết chặt bàn tay của tôi. Sau đó anh chỉ vào người đàn ông tóc đen nói, đây là ba của anh. Sau đó anh chỉ tay sang người đàn ông có tóc bạc bên cạnh, còn đây là chú của anh. Tôi cúi đầu chào ông Tiến và ông Tâm. Cháu chào hai bác. Tôi vừa dứt lời, ông Tâm liền nói, cảm ơn cháu hôm trước đã đưa bác vào bệnh viện Thủ Đức cấp cứu kịp thời nhé. Thì ra người tôi đưa đi cấp cứu là chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn Tiến Phát, Hoàng Xuân Tiến, là ba của Tiến Phát. Còn người mà tôi gặp tại nhà của Tiến Phát là ông Tâm, em trai của ông Tiến. Hai người này có lẽ cùng mối quan hệ gì đó với mẹ của tôi, nên khi nhìn thấy tôi lần đầu, hai người đều có biểu hiện sốc giống nhau như vậy. Tôi mới gượng cười đáp lại ông Tiến, xin lỗi bác, lúc đó cháu không biết bác là chủ tịch của tập đoàn Tiến Phát lần ạ. Cháu không có để lại công thông tin gì cả cho bác để bác liên lạc. Số điện thoại mà bác xin của bệnh viện thì gọi không có được, vì vậy bác mới bắt thằng Phát đến địa chỉ cũ của mẹ cháu để tìm hỏi cháu. Dạ, hôm đó có lẽ do hoảng quá nên cháu ghi sai số điện thoại bác ạ. Nhớ lại hôm tôi đưa ông Tiến vào bệnh viện, do không tìm thấy giấy tờ tùy thân trên người ông nên tôi đã đứng ra bảo lãnh. Nhưng một số điện thoại và địa chỉ tôi lại cố tình để không đúng, chứ không phải là tôi hoảng loạn rồi ghi sai. Chiều hôm đó do sợ người nhà của ông Tiến chưa tới nên tôi đón Thành Đạt, Thành Minh và Tuyết Nhi đi học về, rồi dẫn các con vào bệnh viện luôn. Khi ông Tiến tỉnh lại, tôi còn giới thiệu các con của tôi cho ông. Hèn gì lúc đó nhìn thấy ba con của tôi, ông Tiến lại càng xúc động tới mức mà ông chỉ biết khóc không nói được gì. Ông Tâm ngồi bên cạnh nhìn tôi mà không nói gì. Tôi thấy nước mắt của ông cũng lặng lẽ chảy xuống. Tôi sợ hãi nhìn sang bà Hà ngồi bên cạnh ông xem có biểu hiện gì không, thì thấy bà ta cũng đang ngồi gục đầu trên bàn. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7 của bộ truyện Trộm Giống của tác giả Phương Linh Hugo. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.